Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng đã chỉ rõ cải cách thể chế, cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính là một khâu đột phá. Thời gian qua, Chính phủ luôn coi cải cách hành chính là một trong những trọng tâm trong công tác điều hành. Quán triệt tinh thần đó, Bộ Tài chính luôn coi công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Toàn ngành đã quyết liệt rà soát, loại bỏ các văn bản, thủ tục không còn phù hợp, kịp thời sửa đổi, ban hành các quy định mới theo hướng nâng cao kỷ luật tài chính, giảm thủ tục, giảm hồ sơ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan là hai trong số các đơn vị đạt kết quả nổi bật trong công tác này. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan với mục tiêu đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, thuận tiện, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tuân thủ pháp luật về hải quan, về thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư. Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó phải kể đến việc triển khai thành công hệ thống thông quan điện tử. Theo đó, quy trình, thủ tục hải quan đã được tự động hóa ở mức độ rất cao. 100% cơ quan hải quan các cấp triển khai hệ thống này, gần 100% doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu với hơn 98% tờ khai hải quan đã thực hiện bằng phương thức điện tử. Có thể nói, mỗi cán bộ, công nhân viên chức trong hệ thống hải quan đang từng ngày, từng giờ thay đổi từ tư duy đến hành động nhằm đáp ứng phương thức hoạt động mới. Ở Tổng cục Hải quan có một câu nói đã trở thành khẩu hiệu, minh chứng rõ ràng nhất cho nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Đó là, sẽ không ban hành bất kỳ văn bản nào mà không thể áp dụng được công nghệ thông tin. Nhận xét về công tác cải cách thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế, nhiều người cho rằng chưa bao giờ nhiệm vụ này được thực hiện quyết liệt, mạnh và nhanh như vừa qua. Cơ quan thuế đang thực hiện mục tiêu kép về cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam. Nếu như trước đây, khi đi nộp thuế phải xếp hàng, thậm chí là chen lấn nhau, thì nay, nhờ việc cải cách thủ tục hành chính, người dân và doanh nghiệp thực sự ấn tượng với những hình ảnh văn minh, hiện đại và không còn cảnh chen chúc như trước. Sau hơn một năm triển khai hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử đã đạt được những kết quả vô cùng ấn tượng. Đến nay đã có trên 404.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ này, hơn 310.000 doanh nghiệp đã kết nối thành công với các ngân hàng, đã có hơn 17.000 tỷ đồng tiền thuế đã nộp thành công vào ngân sách nhà nước thông qua dịch vụ nộp thuế điện tử. Thời gian làm thủ tục về thuế đã giảm được 370 giờ. Một trong những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá mang tính bước ngoặt của cơ quan thuế chính là hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế được tổ chức hàng năm. Đây không chỉ là diễn đàn để cơ quan quản lý lắng nghe những khó khăn, vướng mắc từ phía doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ. Hội nghị còn được xem là minh chứng sinh động nhất cho bước đột phá cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thu và nộp thuế.